Xin chào anh chị và các bạn Như vậy là cái gì đến thì nó sẽ đến Và như chúng ta đã biết là thị trường bất động sản của Việt Nam Trong một vài năm trở lại đây đã có những cái sự trầm lắng Trong một bài viết ngày hôm qua đăng trên báo Nhân dân thì Hiệp hội Kinh doanh Bất Động Sản của Việt Nam đã đưa ra một vài cái nhận định một vài cái chia sẻ. Chúng tôi nghĩ rằng đây là những cái thông tin nó hữu ích giúp ích cho những người đang làm trong lĩnh vực bất động sản, đang kinh doanh bất động sản có thêm một vài cái góc nhìn kết hợp thêm những gì mà Thắng ơi đã chia sẻ trước đó về những video bất động sản trong thời gian vừa qua thì mong rằng giúp ích cho quý anh chị và các bạn có nhiều thông tin hơn để đầu tư và kinh doanh hiệu quả hơn theo hiệp hội bất động sản Việt Nam, 9 tháng qua thì nhiều doanh nghiệp xây dựng bị sụt giảm doanh thu và doanh số khoảng 30 tới 50%. Số lượng hợp đồng nhận thầu xây lắp các nhà cung cấp thiết bị vật tư cũng bị sụt giảm doanh thu bán hàng. Cái này thì nhiều người sẽ cần một số liệu để chứng minh cho anh chị thấy, nhưng có một cái số liệu nó hiển thị rất là rõ nét mà anh chị và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm. Trên thị trường chứng khoán bằng việc xem xét các cổ phiếu ngành xây lắp và các cái cổ phiếu ngành nguyên vật liệu xây dựng thì chúng ta đã thấy được rằng cái việc giá cổ phiếu giảm sâu và nhiều trong thời gian vừa qua phản ánh phần nào cái hợp đồng mới của các doanh nghiệp xây lắp cũng như là cái doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp mà nguyên vật liệu trong xây dựng gồm có sắt thép, nhựa và một số các nguyên vật liệu phụ trợ khác. Liên quan tới cát sỏi rồi gạch đá cái này thì chúng tôi chắc chắn với anh chị điều đó bởi vì chúng tôi là những người làm trên thị trường chứng khoán những cái cổ phiếu tiêu biểu trong ngành xây lắp ví dụ như là cô Thích công ví dụ hòa bình một số cổ phiếu cổ phiếu tiêu biểu trong cái ngành vật liệu xây dựng ví dụ như là hoa sen hòa phát nam kim nhựa bình minh nhựa thứ niên Tuần phong là những cái gọi là nguyên vật liệu rất là quan trọng và chủ chốt trong ngành xây xây dựng thì đã có một cái chu kỳ giảm giá rất là mạnh nó thể hiện rất là rõ nét cái việc doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành xây lắp và ngành nguyên liệu cho bất động sản đã có những cái sự sụt giảm đáng kể cũng theo cái hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và hiệp hội bất động sản Việt Nam đại diện là ông Lê Hoàng Châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thì ông này vừa có đưa ra một cái thông tin là có công văn báo cáo của, cho Thủ tướng Chính phủ uh, các bộ ngành về cái xu thế sụt giảm của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra những cái nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn để thị trường phục hồi phát triển ổn định bền vững trong thời gian tới. Thực ra thì Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Hiệp hội bất động sản Việt Nam nói chung thì trong những năm gần đây họ đã chủ động hơn trong cái câu chuyện đánh giá cũng như là đưa ra những cái dự báo xu hướng của thị trường để uh, nhằm giúp uh, cho thành phố hồ chí minh nói riêng và chính phủ nói chung trong cái công tác điều hành chính sách vĩ mô đảm bảo cái sự ổn định bền vững phát triển của thị trường không quá nóng sốt nhưng cũng không quá nguội lạnh thì trong cái báo cáo của ông lê hoàng châu cho biết 9 tháng đầu năm thì thị trường bất động sản tiếp tục sụt giảm chỉ có thêm một dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư, giảm khoảng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Không có dự án nhà ở nào được công nhận là được công nhận chủ đầu tư. Bên cạnh đó, chỉ có 12 dự án các loại được chấp thuận đầu tư, giảm khoảng 72% so với cùng kỳ và chỉ có 24 dự án được cấp phép xây dựng, giảm khoảng 38%. Ngoài ra, cả thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ có 32 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn với 19.662 căn hộ giảm 58,44% về số lượng dự án và giảm 30,56% về số lượng căn hộ so với năm 2018. trong đó có đến 31 dự án nhà ở quy mô nhỏ và trung bình chỉ duy nhất dự án khu đô thị lớn tại quận 9 với tổng số căn là 10.000 lẻ bảy căn hộ chiếm tỷ trọng áp đảo trên thị trường. Đây là một trong những video nói về cái dự án siêu to khổng lồ tại quận 9. Chúng tôi đã trao đổi với anh chị và các bạn. Cũng theo ông Lê Hoàng Châu thì khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay là nhiều dự án nhà ở bị ách tắc dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung dự án, thiếu nguồn cung sản phẩm. Nhất là thiếu loại căn hộ nhà ở thương mại có giá bán vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Tình trạng mất cân bằng cung cầu do nguồn cung quá ít trong lúc nhu cầu quá cao làm cho giá dễ bị đẩy lên cao dễ xuất hiện tình trạng đầu cơ đầu tư lướt sóng thực ra thì xét ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta phải nên nhớ rằng là cái việc mà hiện nay giá bất động sản nó khá là cao nó dẫn đến cái câu chuyện đó là cái nhu cầu thực tế mà những người có nhu cầu nhà ở thì thực sự là không có đủ khả năng và năng lực để tiếp cận tuy vậy thì cái giới đầu cơ thì lại có một cái nhận định theo hướng khác tức là khi giá đã cao rồi thì họ sẽ có khuynh hướng là giảm thiểu nắm giữ và đưa tiền về những kênh đầu tư khác an toàn hơn dẫn đến thì cái nguồn cung cầu trong thị trường nó sẽ khá là bất bình thường so với cái thực tế cái thực trạng đúng là cái sản phẩm bất động sản đặc biệt là những cái sản phẩm liên quan đến căn hộ phải đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng thực tế cái nhu cầu của dân chúng để sở hữu căn hộ à, để ở còn à, hiện nay thị trường thì giá thì rất cao người cần thì không à, tiếp cận được còn người không cần thì lại sợ là giá đã cao rồi nên sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng sụt giảm do đó nếu đánh giá đúng đánh giá chúng thì chúng ta cần có những cái biện pháp không phải là thúc đẩy cho cái câu chuyện là duyệt để mở thêm quá nhiều những cái dự án mới trong khi là cái việc kiểm soát cái giá cả của các cái dự án theo cái phương pháp định giá so sánh hiện nay mà các ông chủ phát triển dự án hay dùng thì rõ ràng nó vẫn không đáp ứng được những cái thứ mà thị trường đang cần và hiện nay thì nó có thể chúng ta phải nhìn nhận theo hướng một là giá nhà sẽ phải có một cái đợt điều chỉnh nhất định để có thể tiếp cận gần hơn với cái nhu cầu thực tế hoặc là chúng ta cần phải có cái sự trì nhất định tức là chúng ta kiểm soát chặt chẽ cái dòng vốn vào thị trường bất động sản để um, chờ một cái khoảng thời gian nhất định cái thu nhập uh, cũng như là cái tích lũy của những người có có cái nhu cầu thực tế về căn hộ thì có thể tiếp cận được thì đó mới là cái giải pháp gọi là căng cơ để giải quyết dứt điểm cái nhu cầu của thị trường chứ không thể để cái tình trạng đó là người nghèo người có nhu cầu thực tế ở thì muôn đời không thể tiếp cận được với bất động sản còn người mà thực sự là đã có rất nhiều các cái sản phẩm bất động sản rồi hoặc là những giới đầu cơ thì lại là những cái đơn vị mà hưởng lợi nhiều nhất trong cái thị trường bất động sản nó sẽ gây ra những cái bất ổn xét về bản chất thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay thì không xấu vì không xấu nên chúng ta có thể sẽ không cần phải can thiệp theo cái góc nhìn của thắng ơi thì cái việc can thiệp vào thị trường là điều không tốt hiện nay nó đang diễn biến khá là đúng theo cái quy luật của thị trường thì chúng ta cứ để thị trường uh, nó điều phối và cái tức là nó sẽ cân được cân đối lại cái cái nhu cầu cũng như là cái số lượng hàng trên thị trường để đem lại những cái hiệu quả nhất định khi mà thị trường tự điều chỉnh. Còn khi chúng ta can thiệp vào bằng các cái mệnh lệnh hành chính cũng như là những cái phương pháp hỗ trợ thì nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng méo mó. Và cái việc méo mó đó đôi khi nó đem lại cái lợi ích quá nhiều cho một số nhóm lợi ích trong xã hội. Theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thì họ đào sâu vào những cái chủ đề liên quan đến những cái vướng mắc về mặt pháp luật, về cái xung đột của một số quy định pháp luật và do cả các công tác thực thi pháp luật. Điều này thì là điều không sai. Rõ ràng là thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua đã có những cái hạn chế nhất định, kiểm soát chặt chẽ hơn trong cái việc là quy hoạch và phê duyệt phát triển mới các dự án. Điều này là điều phải làm và nên làm, tiếp tục làm trong thời gian sắp tới để chi thứ nhất là chúng ta cần phải phát triển một cách bền vững không thể cấp phép một cách ồ ạt để vì cái lý do mà hiệp hội bất động sản đưa ra rồi chúng ta là cứ ngang nhiên cấp bất kỳ những cái khu đất nào đủ rộng là chúng ta cấp để xây dựng trong khi chúng ta không tính đến cái mỹ quan đô thị cái quy hoạch tổng thể rồi không tính đến những cái áp lực liên quan tới hạ tầng rồi rất nhiều những vấn đề khác đi kèm phòng cháy nước À, rồi à, cái phần là gọi là à, rất nhiều những cái cái thứ mà à, chúng ta khó có thể đánh giá được à, khi mà cái dự án nó chưa thực sự hình thành bởi vì khi hình thành rồi thì nó mới tòi ra nó mới phát sinh ra những cái vấn đề như nước thải những vấn đề như là cái không gian chung những vấn đề à, ví dụ như là những cái va chạm à, các dự án với nhau bởi vì nếu không có một cái 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 góc nhìn tổng thể thì mạnh dự án nào dưới lại dự án đó làm thì nó sẽ gây ra những cái mâu thuẫn nhất định trong các dự án riêng ông châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh thì ông ông cho rằng là cần phải can thiệp sớm bởi vì là thị trường bất động sản thì sẽ có độ trễ nên nếu không có biện pháp xử lý hiệu quả vướng mắc điểm nghẽn thì tình trạng sụt giảm quy mô thị trường sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới dưới góc nhìn của một cái người gọi là một người dân một cá nhân đang có nhiều nhu cầu trong cái câu chuyện là mua và sở hữu bất động sản thì thắng ơi lại cho rằng cái việc sụt giảm là điều cần thiết bởi vì với cái mức giá hiện nay của thị trường bất động sản ở khu vực trung tâm có những dự án lên tới cả hàng 70, 80, thậm chí là hơn cả trăm triệu một mét vuông những dự án ngoài biên xa gần Đồng Nai, gần An Giang, à, gần 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 Long An hoặc là một số cái khu vực vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh thì giá căn hộ cũng đã tiệm cận với cái mức từ 32 tới 35 triệu đồng một mét. Đây là một trong những cái mức giá không hề rẻ một chút nào với một cái căn hộ từ 50 đến 60 mét vuông thì giá của căn hộ nó cũng đã lên tới khoảng tầm từ 1 tỷ rưỡi tới 1 tỷ 8 chưa bao gồm thuế. Điểm này là cái điểm mà chúng ta cũng cần phải quan tâm bởi vì chúng ta phát triển dự án, phát triển bất động sản nó phải đi đôi với câu chuyện là an sinh xã hội và phục vụ cái nhu cầu thực tế. Chúng ta không phát triển dự án, chúng ta không vì là chuyện sợ thị trường nó có thể sụt giảm, sợ những cái vấn đề liên quan đến việc là các cái doanh nghiệp bất động sản là bị phá sản hay gặp khó khăn. Cái quy luật bất biến của kinh tế xã hội nói chung của thị trường nói riêng và của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế cái việc gọi là những doanh nghiệp nào không đủ sức về mặt tài chính cũng như là hoạt động kinh doanh mang tính chộp giật đầu cơ thì cái câu chuyện mà bị thanh loại phá sản loại khỏi thị trường là điều hoàn toàn cần thiết và cũng nhờ đó thì cái việc phát triển bất động sản về mặt dài hạn phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung nó mới đi đến cái sự ổn định và bền vững được những doanh nghiệp mà kém về mặt hiệu quả kinh doanh kém về mặt tài chính quy mô cũng như là phương pháp làm ăn mà có thể bị phá sản do cái biến động ngắn hạn của thị trường do cái sự điều chỉnh cần thiết của thị trường bất động sản cũng như là do tức là sau một cái khoảng thời gian thị trường tăng giá mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nó ngưng chạy ngưng lại để tích lũy mà đã phá sản rồi thì chúng ta nên sử dụng một cái lý thuyết mà chúng tôi nghĩ rằng nó phù hợp và nó đúng đó là hãy để cho chúng nó chết hãy để cho chúng nó phá sản không vì cái lý do mà phá sản mà chúng ta ngán và chúng ta đem những cái mệnh lệnh hành chính cũng như những cái phương pháp hỗ trợ hành chính vào đó là điều không nên chúng ta không nên sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước để can thiệp vào những cái vấn đề nó nặng cái tính gọi là uh, cá nhân hoặc là nặng cái tính gọi là các do doanh nghiệp ngoài nhà nước thì những cái doanh nghiệp họ làm ăn được khi họ thành công khi họ có được thu nhập cao thì những cái lúc mà họ gặp những vấn đề thì phải để cho chính họ xử lý đó là biện pháp tốt nhất mà theo tháng ơi thì chính phủ cũng như là các cái cơ quan làm luật và những cái hiệp hội nên lưu tâm tổng thể thì tất cả những cái vấn đề nói chung của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì chủ yếu như nhiều video đã trao đổi với anh chị và các bạn thì cũng theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thì đang đề xuất các giải pháp đẩy nhanh các cái quy trình thủ tục tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở đồng thời kiến nghị ủy ban thành phố hồ chí minh chỉ đạo hoàn thiện quy trình thủ tục xác định giá đất thẩm định giá đất để rút ngắn thời gian làm thủ tục và đảm bảo kết quả tính tiền sử dụng đất không làm thất thoát ngân sách nhà nước kiến nghị thành phố chỉ đạo sở tài nguyên môi trường sở tài chính xem xét chấp nhận các chi phí thực tế hợp lý của chủ đầu tư và cách tính toán doanh thu dự án chi phí giải phóng mặt bằng chi phí đầu tư hạ tầng hệ số diện tích sàn kinh doanh căn hộ hoặc doanh thu bãi giữ xe bãi giữ ô tô doanh thu giá bán căn hộ doanh thu cho thuê phần diện tích thương mại dịch vụ chi phí đầu tư hạ tầng xuất đầu tư xây dựng chung cư cao tầng và cũng gửi ý kiến nghị đến bộ tài nguyên môi trường bộ tài chính và chính phủ cho phép sử dụng nguồn tin giao bán bất động sản trong đó giá đất hiện nay là một căn cứ tham khảo để định giá đất cụ thể cũng như cho phép áp dụng phương pháp đồng tiền chiết khấu quy về giá trị hiện tại dòng để tính doanh thu dự án những thứ cái thứ này là những cái thứ mà chúng tôi cũng đã nhiều lần ở dưới cái góc nhìn của dân đầu tư tài chính thì chúng ta cũng đã có hiểu biết nhất định về cái các cái phương pháp những cái vấn đề mà hiệp hội đang đưa ra tuy vậy thì không thấy hiệp hội đưa ra bất kỳ một cái kiến nghị nào liên quan tới là phải làm rõ hơn công khai hơn cái quy hoạch tổng thể của một cái khu vực cụ thể quận huyện và những quy hoạch đó thì giải quyết các cái vấn đề liên quan tới môi trường, liên quan tới uh, mật độ rồi liên quan tới những cái áp lực mà khi mà cái dự án bất động sản hình thành trong tương lai, cư dân về ở thì đảm bảo như thế nào? Đường có chịu áp lực kẹt xe quá lớn hay không? Trường có đáp ứng được cái nhu cầu của người dân sinh khi mà về ở hay không? Rồi bệnh viện, trường học rồi những cái tiện ích công cộng liệu có đáp ứng được hay không hay là chúng ta chỉ xoay quanh các cái vấn đề như hiệp hội vừa đưa ra để chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ gọi là phê duyệt các dự án nhưng rồi những hệ lụy sau này thì chưa biết sẽ tháo gỡ và làm như thế nào chúng ta chỉ vì cái mục tiêu là ngăn chặn cái thị trường có những cái biến động xấu không như mong muốn của chúng ta để rồi chúng ta quên đi những cái vấn đề nó còn làm những cái vấn đề bao hàm tổng quát liên quan đến phát triển bền vững cũng như là liên quan tới cái đảm bảo cái an sinh xã hội cũng như là đảm bảo cái nhu cầu thực tế của dân lao động có thể tiếp cận được với bất động sản. Đây là những thứ mà hiệp hội thì thường hay bỏ qua bởi vì những cái đề xuất của hiệp hội thì thường mong muốn và kiến nghị để đạt được cái mục đích của những thành viên trong hiệp hội. Còn cái vấn đề của xã hội thì chính phủ cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Hy vọng những sẻ chia, những bình luận của Thắng ơi về một vài cái chi tiết liên quan đến thị trường bất động sản hiện nay giúp ích cho quý anh chị và các bạn và có thêm cái góc nhìn về thị trường cũng như là đem lại những cái hiệu ích nhất định. À, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một cái bình luận tiếp theo vào thời gian tới. Thân chào và hẹn gặp lại.